Đố các bạn biết đây chính là ai? Hi. Ta-da-da-da. Đây chính là bé đậu. Và nếu mà các bạn đang thắc mắc tại sao bé đậu trong phòng của mình thì... tôi đã bắt cóc bé đậu rồi. Và trước khi bắt video này thì các bạn đừng quên là hãy để lại cho video này của tôi một nút like, subscribe và đừng quên giúp cho video này của tôi đạt được 5.000 like. Và các bạn có 3 giây thực hiện điều này. 3, 2, 1. Còn bây giờ thì đậu ơi, ở trong phòng của chú chơi vĩnh viễn luôn đi, khỏi về nhà nha con. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ thực hiện một cái màn cho, đó là cho Phong Cận và Sammy nha. Tính ra là từ cái hồi mà tôi về nhà mới tới giờ là mình chưa có gọi là cho Phong Cận với Sammy đúng không? Cho nên là hôm nay mình mới nghĩ ra được một cái màn cho khá là hay, đó chính là mình sẽ giấu bé đậu. Trời ơi, không ngờ là tôi lại có thể nghĩ được cái màn cho hay như vậy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là xuống dưới, mình đem bé đậu lên đây rồi sau đó để coi là phản ứng của Phong Cận và Sammy như thế nào nha. Không biết là mọi người có đánh mình không nữa nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ là chắc mọi người không biết đâu. Đi thôi. Các bạn ơi, hiện tại là bây giờ mình đã xuống được bên dưới phòng của Phong Cận rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi là vào bên trong phòng của Phong Cận. Nếu mà các bạn không biết đó là mình có mật khẩu phòng Phong Cận, các bạn có thể vào bất cứ lúc nào. Đi thôi, let's go. Bây giờ mình đã vào được bên trong phòng của Phong Cận rồi. Mình bây giờ tôi sẽ mật khẩu. Tất nhiên là tôi không thể nào cho các bạn coi mật khẩu phòng của chúng ta được rồi. A few minutes later. Và bây giờ hiện tại là mình đang có mặt bên trong nhà của Phong Cận rồi. Các bạn có thấy được là mình đang ở bên trong nhà Phong. Lấy xem coi bây giờ bé đậu đang ở đâu ta. Đậu ơi. À, tôi thấy nó rồi. Cái gì vậy bà nội? Ở đằng kia các bạn ơi. Tôi nhỏ nhỏ rồi. Nếu không thì bây giờ là Sammy với Phong sẽ nghe mất và lúc đó mình sẽ... xin chào đậu. Trời ơi bạn ơi, tính ra là mình thấy đậu á gì ta, nhìn nó to vãi cả chuối luôn mọi người. Ôi. Bây giờ á mình sẽ gọi là gì ta, đem bé đậu đi luôn nha. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Đừng ta. Đi. Đi rồi. Giờ đêm mà bạn cho nó ăn vậy là tốt, không tốt cho sức khỏe đâu. Ủa là sao? Thích ăn lắm mà ta. Không có. Sao anh, nếu mà không có chuyện gì thì mình đi nha. Ngủ sớm vậy trời. Ủa không ăn tự sao đi cả trong nhà mình vậy? À không, mình xuống đưa đồ cho Sam, mới đưa đồ cho Sam nè. Nè cái lưng nè. Cái lưng nè. Nhớ kỹ là đi. Đúng không? Về chứ. Về nè, thôi tạm biệt nha. Về đi. Lại được khỏe nha. Đi thôi. Sao ta? Nấu ăn tiếp. Ok các bạn ơi, và bây giờ các bạn có thể thấy được đó là tôi đã bắt cóc được bé đậu rồi các bạn ơi. Mình thề các bạn, lần đậu này nó nặng vải chuối luôn á. Tính là mới nuôi nó có 2 tuần bây giờ nó nặng vải cái chuối luôn. Bây giờ đậu ơi, bây giờ là ngươi không còn là con của Phong Cận và Sammy nữa. Ngươi sẽ đi mãi mãi. Từ giờ mình phải vô mình khoe với lại Sim hả? Cái gì? Con dâu đã thấy các bạn ơi, trời ơi, mấy dâu thấy như là mấy dâu kêu quá trời luôn. Hình như là hai bé này muốn chơi với nhau sao á. Bây giờ mình sẽ thử đặt bé đậu với bé dâu xuống như thế nào nha. Trời ơi. Ê, đừng có cắn nhau nha, giỡn thôi nha. Hình như mình không biết là tụi nó có giỡn này không nữa. Nhưng mà cái hành động của nó giống cắn nhau quá, làm cho mình hơi lo các bạn ơi. Wait bro, không cắn nhau nha. Không có cắn nhau nha. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ dẫn gọi là bé đậu vô cho sim khoe với Sim các bạn. Đi thôi, let's go. Annyeonghaseyo. Cái gì vậy? Hello Sim, Kai vừa mới gọi là gì ta, bắt cóc được bé đậu. Ủa, cũng bắt cóc được bé đậu luôn hả? Ok bạn ơi, hiện tại là bây giờ Sim. Bây giờ là Kai đã bắt cóc được đậu rồi. Hả? Kai đang bắt cóc đậu. Ồ. Đúng rồi, Kai đang bắt cóc đậu để thực hiện cái màn cho nữa gì ta. Cho anh Phong Cận và Sammy các bạn ơi. Đó. Trời ơi, nhưng mà để các bạn không, đây là đậu với dâu. Ủa gì vậy? Không. Vậy? Mình thề luôn là mình để dâu với đậu mà ở gần nhau thì nó cũng hơi sợ các bạn ơi, cho trời nên ơi, là có biết sao không? Rồi hai cái này nó kìa nhau nữa. Thôi đừng kìa nhau nha. Thôi bây giờ Sim gọi là ta cho chơi với dâu đi để Kai gọi là dẫn bé đậu đi review nhà nha các bạn. Okay. Let's go. Và hình như có vẻ giống như là khi mà bé đậu vào bên trong nhà, oai, đừng có lộn nghe chưa,
hai em bé này hình như là thích bún lộn hay sao các bạn ơi. Bây giờ đây là bé dâu với lại là bé đậu trong nhà tôi nha. Mỗi lần mà hai bé này mà gặp nhau là hình như là hay có cái tính gọi là tính cà khịa đó các bạn à. Nói chung là cũng khó đó đó, cho nên là mình cũng sợ đó các bạn, nên là mình nhờ cho hai bé chơi với nhau nhưng mình phải ngạc vào cái oi oi thôi mà dâu dâu thôi 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 dâu không có hư nha. Ê, tính ra mình cầm đậu nó nặng bao nhiêu, bây giờ mình cầm dâu lên nó nhẹ hiều luôn á mọi người. Và bây giờ mình sẽ gọi người ta dẫn bé đậu vào bên trong phòng của mình, rồi sau đó là mình sẽ cho bé đậu review căn phòng của mình nha. Ok các bạn ơi, bây giờ là tôi đã để gọi là con đậu nó bên trong phòng tôi rồi, bây giờ mình sẽ giấu bé đậu ở đây luôn nha. Không biết là khi nào Phong Cận với Sammy mới biết được cái thông tin này ta, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng hơi lâu đó, tại hai người đó hay trong phòng lắm nên là chắc cũng không biết đâu. Thôi bây giờ chắc là chúng ta đi kiếm gì nó làm thôi, let's go. Ok các bạn ơi, và trong cái khoảng thời gian mà mình đang cho anh Phong Cận và Sammy á, thì như các bạn có thể thấy được á là hiện tại là mình đã bắt bé đậu ở bên trong phòng của mình rồi các bạn à. Mình không biết là các bạn có thấy được đậu không nữa, nhưng mà nãy giờ đang chạy vòng vòng phòng mình á. Đậu ơi, đậu ơi, bro bro. Các bạn đợi một xíu nha, mình sẽ thử sử dụng một cái gì đó để dụ đậu tới đây các bạn à. Nè nè, tới đây. Đây đây các bạn có thấy không? Không biết các bạn có thấy nó chạy vòng vòng dưới đường nữa. Đây. Hello. À đây đây đó, đó. Các bạn có thể thấy được là đậu đang chạy nhông nhông bên trong phòng mình các bạn à. Và thật ra là bây giờ tôi đâu biết làm gì với đậu đâu, cho nên tôi để đậu trong đây luôn á. Tiện thể thì bây giờ không biết làm gì, cho nên là bây giờ mình sẽ vào bên trong Roblox để mình gọi là gì ta, bóc phốt về đậu các bạn ơi. Thề với các bạn luôn á là từ cái ngày mà Kyron và Simmy á nhận nuôi bé dâu về á, và bọn mình cảm giác rất là gì ta vui khi mà Phong Cận và Sammy cũng nhận nuôi một em bé nữa, đó chính là bé Corgi, đó chính là bé đậu đó các bạn ơi. Có nhiều cái các bạn gọi là tưởng đâu các bạn chưa biết, các bạn biết về đậu đúng không, nhưng mà ở đây á là trong cái video này tôi xin phép là tôi sẽ gọi là người ta bóc phốt bé đậu. Nhưng mà tính ra là tự nhiên mình làm một cái video để mình nói xấu một con cún thì nó có kỳ quá không ta. Không, cái này không phải là nói xấu các bạn ơi, mà cái này chỉ đơn giản là cái cảm nhận cá nhân của tôi về gọi là bé đậu thôi. Tiện thể mình đang gọi là người ta chon mà, cho nên là mình nói về bé đậu chứ không lẽ giờ tôi làm video chon bé đậu mà tôi nói về bé dâu đúng không? Đúng, đó đúng. Trời ơi, nói chung là nó cũng hơi kỳ xíu. Các bạn không biết đâu, cái mỗi lần mà gọi người ta Kyron mà xuống bên dưới nhà của Phong Cận và Sammy chơi á, là mỗi lần mà mình xuống là mình không hiểu tại sao nhưng mà bé đậu rất là hay cắn mình các bạn à. What? Nhưng mà không phải là cắn vì kiểu như là cắn yêu thương, cắn tình cảm đâu nha, mà nó cắn là nó cắn thiệt đó quý vị. Ủa trời ơi, tôi không hiểu sao đậu nó hình như là nó ghét tôi hay sao, hay là có vẻ như là bé đậu đang còn nhỏ hay sao các bạn ơi, cho nên là mình nghĩ là động vật khi mà còn nhỏ là cái răng nó hay bị ngứa các bạn, hay là bị gọi là sao á, cho nên là nó thích cắn hay sao á. Nhưng mà mỗi lần mà mình xuống nhà của Phong Sam chơi á là bé đậu nó hay cắn vào chân của tôi dễ sợ luôn, không hiểu tại sao luôn các bạn ơi, thề luôn á. Còn bé dâu á thì thực ra là cũng có cắn, nhưng mà cắn thì cũng không có đau bằng gọi là gì ta bé đậu các bạn à. À không, tính ra là cũng có nha các bạn ơi. Từ cái ngày mà Kyron gọi là nhận nuôi bé dâu về thì mình đã bị bé dâu cắn ít nhất là cũng vài lần rồi đó. Trời ơi, bạn nào mà nuôi thú cưng á, mà bạn nào mà gọi là hay bị thú cưng cắn á, thì các bạn nên gọi là gì ta nên cẩn thận một chút xíu nha, bởi vì nó cũng khá là nguy hiểm á. Cho nên là nếu mà dành cái này là chỉ dành cho những bạn nào mà nuôi thú cưng thôi. Tôi thì tôi cũng bị vài lần rồi các bạn ơi, Simmy thì cũng bị vài lần rồi, cho nên là bọn mình thực sự là phải nói chung là đi chích ngừa các bạn. Tại vì hồi nhỏ thực ra là khoảng 2 năm trước là tôi cũng đi chích ngừa rồi. 2 năm trước là tôi gọi là gì ta cũng gọi là đi dạo, sau đó là đi chọc chó, sau đó là cũng bị gọi là gì ta đi chích ngừa một lần, tại vì bị nó cắn mà các bạn ơi. Rồi sau đó là Simmy cái đợt mà bị mèo cắn, các bạn không biết là có nhớ cái vlog mà Simmy đã từng bị mèo cắn không ta? Cái thời đó là khi mà đang quay MV á, Simmy bị mèo cắn và sau đó là Simmy cũng phải đi chích ngừa luôn. Cho nên là cái này là một cái điều gọi là nếu mà bạn nào mà nuôi thú cưng á thì các bạn cũng nên gọi là để ý tới nha. Đấy, và đặc biệt là phải tiêm ngừa đầy đủ cho thú cưng của mình nữa. Đó. Hồi nãy giờ mình thấy đậu nó cứ đi vòng vòng ở bên trong phòng của mình đó bạn ơi, kiểu như là đang kiểu ủa gì ta, chỗ này là chỗ nào vậy, trời đất ơi, tôi đang ở trong cái chỗ nào mà tôi không biết gì hết trơn vậy trời, tự nhiên đang ở nhà mà ông nào ông kéo tôi ra khỏi cái chỗ này luôn á. Ê mà tự nhiên mình thắc mắc nha, không biết là sau cái video này gọi là gì ta, Sammy có làm một cái video đó chính là bắt cóc bé dâu hay không nữa, hoặc là giấu bé dâu không nữa. Nhưng mà mình hy vọng, mình nghĩ là sẽ có, cho nên là các bạn nào mà đang hóng chờ video bị bé dâu bị giấu thì các bạn đừng quên bình luận bên dưới nha. Trời ơi, một ngày nào đó mình ra ngoài gọi là phòng khách mà mình không thấy bé dâu đâu là mình biết là chắc chắn là Sammy đang thực hiện cái màn cho luôn á. Ê luôn, mà mình phải công nhận một điều rằng là từ ngày mà đậu gọi là ta về nhận nuôi á thì mình thấy đậu khá là lớn các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà coi clip của Phong Cận và Sammy, các bạn có thể thấy được là đậu lớn khá là nhanh. Hồi nãy giờ các bạn đang coi clip của mình thì các bạn sẽ thấy là đậu lớn khá là nhanh nha. Tôi không hiểu tại sao nữa, nhưng mà có vẻ như là cái giống chó Corgi thì nó lớn nhanh hơn Phóp Sóc á. Phóp Sóc ví dụ như mà sau này nó lớn á, ví dụ như bé dâu sau này lớn thì mình nghĩ bé dâu chắc cũng khoảng cỡ này. Đấy, cỡ này là cùng lắm thôi. Nhưng mà nếu mà sau này mà bé đậu mà lớn lên thì mình nghĩ là bé đậu chắc phải cỡ này nè. Đó, tức là phải to cỡ như vậy luôn á các bạn ơi. Trời ơi, nếu mà sau này mà nó to như vậy thì mình không biết là mặt của bé đậu sẽ như nào.
chắc là nó hài dữ lắm luôn á. Nhưng mà được cái là bé dâu sau này lớn lên thì cũng không có to lắm, cho nên là mình khá là yên tâm về cái điều đó. Tại vì là tụi tôi là đang gọi là gì ta, nuôi cuốn ở bên trong chung cư các bạn à, cho nên là tụi tôi cũng phải để ý tới cái điều đó dữ lắm luôn á. Nhưng mà nãy giờ mình tâm sự với các bạn cũng nhiều rồi, mà đậu nó cũng vô chi trong phòng mình cũng nhiều rồi đó, nãy giờ nó cứ đi qua đi lại nè đó, thì mình không biết các bạn thấy không nữa, nhưng mà ủa đây các bạn thấy không, các bạn thấy không các bạn, đây đó các bạn thấy đậu nó vô chi không, nó cứ đi trong phòng của mình, nó đang kiếm cái gì đó để chơi á, cho nên là bây giờ mình không biết là Phong cận với Sammy đang ở đâu ta, không biết giờ mọi người đang làm gì nhỉ. Đậu đâu rồi Sammy, đậu đâu rồi Sammy, đậu ơi, cài đâu, cài đòn đâu, đi vô sao tẩy tôi vô vậy, ui đeo quá chứ, cai bắt cóc con mình không, khóa cửa lại cho coi, cai khỏi chạy nè, đâu? Chắc chắn là cai bắt cóc, bắt cóc con mình rồi chứ ai nữa, trời ơi rõ ràng hồi nãy thì không xuống phòng mình, xin mi đâu, xin mi trên đây đúng không, xin mi có bắt cóc con mình không vậy, vô vô tìm coi, cái gì dạ, ê nhung có không ơi, đi thôi, đi 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 đi, con không có gì ở đây hết, đi, không có gì ở đây hết, là sao vậy mọi người? Tôi nói rồi, hình như là phòng có cái đó, đi tìm phòng cái đó thôi. Cái đó, cái đó. Đâu? Đây này. Đâu? À, đây, đập cửa luôn. Cái. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao? À, bạn nó bắt cóc đậu đúng không? Có đâu bạn, có đâu. Ủa rõ ràng mà bạn xuống phòng mình xong rồi đậu biến mất. Bây giờ bạn nhìn rõ phòng mình có con dâu ngoài kia, còn trong phòng mình đâu có cái con nào đâu, trời ơi. Kỳ ra vậy kìa, đây để Phong lật đổ nguyên tủ này xoay. Từ bạn làm cái gì vậy, cái tủ này xuống đi kiếm đậu. Bây giờ bạn nhìn kỹ đây, đâu có con đậu nào trong đây đâu. Đó đúng không? Đậu ơi. Đậu. Đâu có sức nào vậy? Đậu, có đâu, có đâu mà. Cái chàng này nhúc nhích vậy? Ê, có cái mũi không vậy? Ôi, dưới cái này. Con này mua hình. Nhắc kẹp. Nhắc kẹp. Có cái mũi không vậy? Sao lại có cái mũi không vậy? Ôi, mũi. Đâu. Đâu ơi. Tại sao hả? Ây à. Mày ơi. Con về con ơi, về con nó sổ nó rung luôn à, đi về chú gái nó đi, trời ơi mày cho thất bại đó.